Thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh. Lại thêm một tác phẩm đệ nghiệp nữa. Bé xinh nhưng mà thực sự là chất nhất so với những tác phẩm mini từ trước đến nay. Và thưa quý vị, với diện tích chỉ có 8 m² thôi, cũng đủ để làm cho một góc sân rực rỡ giữa hệ thống tiểu cảnh Hồ Thủy Sinh, Hòn Non Bộ và đặc biệt là hệ thống cây hoa phía bên ngoài. Anh em của Công Tiến lại một lần nữa được trở về tới Gia Bình, quê hương của Bắc Ninh, thi công tiểu cảnh cho nhà chú Bùi Thế Quang và chú Quang Vì. Gia đình nhà chú Quang Vì đã đủ duyên với anh em của nhà Công Tiến, được trở về đây thi công tiểu cảnh sân vườn mini. Vâng, thưa quý vị, đây là ngôi nhà của chú Quang Vì ạ. Và tại thôn Hương Triện, Công Tiến sẽ quay lại tổng thể tiểu cảnh mini kỳ này để cho quý các anh chị sắp tới đây. Những khách hàng nào, các bác có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công về tiểu cảnh ngoài trời mini, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho quý vị nhiều hơn. Và bây giờ thì Công Tiến sẽ đi lại gần hơn chi tiết để cho quý các anh chị cảm nhận được về trình độ tay nghề và sự tinh tế thành công trong tiểu cảnh mini kỳ này. Tổng diện tích chỉ có 8 m² thôi, trong đó có 6 m² phần tiết diện mặt nước của Hồ Thủy Sinh, và phía bên trong là bố cục của Hòn Non Bộ với chất liệu đá tuyết sơn, Tam Sơn. Và chiều cao là 2,8 m, tổng chiều cao. Chiều ngang của bộ đá là 2,6 m và chiều sâu là 1,3 m, được áp sát phía bên trong tường để tạo diện tích cho phần Hồ Thủy Sinh rộng hơn. Và công trình của anh em sắp sửa được bàn giao cho gia chủ. Và phía bên ngoài là hệ thống đá cuội để bo viền, sự chen lẫn kết hợp giữa cây hoa và đá tạo cho chúng ta một góc tiểu cảnh thực sự là hấp dẫn, tinh tế, cuốn hút. Tiến Quân là một trong những nghệ nhân đội trưởng trong đội thi công, và Xuân Điệm, hai anh em đang hoàn tất nốt một vài chi tiết trang trí trên núi. Vâng, thưa quý vị, đây là Xuân Điệm, nghệ nhân của chúng ta rất khéo tay, đang gắn chi tiết là anh hùng tương ngộ. Thế nhưng mà cái con hổ phải quay mặt ra ngoài, sai rồi. Đấy, quay ra ngoài thế. Thế đúng rồi. Ngoảnh lên để tư thế là nó sẽ nhìn lên con đại bàng. Đây là một chi tiết nghệ thuật dí dỏm, thể hiện cho sức mạnh dưới đất và sức mạnh của bầu trời. Nước sông không phạm nước giếng. Đây cũng là cái tích mà được rất nhiều quý khách hàng yêu cầu. Và anh em cũng đã đáp ứng các chi tiết con giống. Trên đây còn một số các cái tháp này, biểu tượng cho sự khoan thai, rồi lã vọng, câu cá, thanh tao, tiểu phu gánh củi, thể hiện cho sự dân dã. Sự kết hợp hài hòa giữa bonsai và đá cũng như các chi tiết con giống, cho ta một tác phẩm nghệ thuật rất ly kỳ. Và nước ở trong thì vẫn chưa được sạch bởi vì đây là nước thay bể. Gia chủ phải ngâm nước khoảng 1 tháng nha chú nhá. Chú nha. Và ngâm nước sau 1 tháng để nước sạch đi rồi bắt đầu mình thay nước khác. Hình như ông này ông ấy chuẩn bị chia tay thợ, ông ấy nhớ sao ấy. Sau 7 ngày anh em ở đây làm vui đúng không? Đấy. Đây hình như là anh em thợ cũng đang có cảm giác như mặt nghẹt hết ra với nhau thôi. Vừa cũng là mệt rồi nhưng có cảm giác như là lưu luyến với gia chủ hay sao ấy. Mấy ngày hôm nay ở đây giữa chủ với thợ rất là tình cảm, đến bây giờ chia tay thì gia chủ được thừa hưởng sản phẩm của anh em. Thế nhưng mà anh em cũng lại phải xin phép đi các công trình khác để kiến tạo cho quê hương, cho quý các anh chị nhiều những tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn thế này nữa. Đấy. Tổng mức đầu tư của tác phẩm này với diện tích khoảng 8 m², quý các anh chị chỉ bỏ ra trên dưới 100 triệu là Công Tiến có thể đáp ứng trọn gói, từ công đoạn đào đất, đổ bê tông, xây bể cũng như là hình thành như thế này. Đó. Anh trai ngồi ghế uống nước chè thì để em đứng ở chỗ này. À, chú, chú. Đấy, hai chú bạn thân của nhau đến đây chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật. Đấy. Hệ thống cây trang trí điều phối cũng tương đối là rực rỡ. Cả một góc sân rất là ly kỳ, cuốn hút. Vâng, chỉ với khoảng 100 triệu thôi là quý các anh chị có thể sở hữu được một tác phẩm Hòn Non Bộ tiểu cảnh mini trong phạm vi 8 hoặc 10 m². Video này để gửi tới quý các anh chị sắp tới đây. Những ai có nhu cầu yêu thích nghệ thuật và muốn kiến tạo cho mình một góc sân vườn đẹp, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho quý anh chị. Đấy, bây giờ Xuân Thủy bắt đầu mới cắm thiết bị vào đây. Dĩ nhiên là nước chưa trong thì nước cũng sẽ chưa đẹp. Bố cục của Tam Sơn có thác nước chảy và bên trong lại có một cái đài phun nấm rất là đẹp. Với tầm tiền cũng rất là vừa phải, 100 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ và kiến tạo cho quý các anh chị nhiều những tác phẩm ưng ý.